Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Luật sư Vlog. Kênh Luật sư Vlog là kênh YouTube nhằm tư vấn pháp luật, phân tích, bình luận, cập nhật các quy định pháp luật mới và chia sẻ kiến thức pháp luật đối với mọi người, giúp chúng ta hiểu biết, tuân thủ pháp luật, tránh và hạn chế mọi rủi ro pháp lý có thể xảy ra đối với chúng ta. Các bạn vui lòng đăng ký kênh, subscribe, like và share để giúp kênh ngày càng phát triển nhé. Bấm chuông để là người đầu tiên theo dõi video mới nhất. Chào các anh chị, tôi là Luật sư Vlog. Hôm nay thì tôi cũng mới vừa nghe thông tin râm ran, đó chính là bà Nguyễn Phương Hằng đã bị kiện đòi bồi thường là 1.000 tỷ đồng vì những cái nội dung livestream của mình thời gian gần đây. Thì chính xác nó như thế nào, tôi xin mời các anh chị xem qua bài báo được đăng trên báo Tuổi Trẻ với nhan đề như tôi vừa mới nói. Và trong lúc mà vừa đọc báo cũng như là phân tích bình luận vụ việc thì tôi cũng xin chia sẻ thêm các nội dung có liên quan. Bài báo được viết rằng là Tòa án Nhân dân quận 1 thành phố Hồ Chí Minh vừa thụ lý cái vụ tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng giữa nguyên đơn, đó chính là bà Lê Thị Giàu, chủ tịch hội đồng quản trị của công ty cổ phần thực phẩm Bình Tây, và bị đơn, đó chính là CEO Nguyễn Phương Hằng, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Đại Nam. Không biết là bà Hằng đã lên chức chủ tịch khi nào, nhưng mà bài báo lại viết rằng là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty Đại Nam. Theo như luật sư biết thì bà Nguyễn Phương Hằng hiện tại cũng chỉ là CEO, đó chính là người tổng giám đốc điều hành thôi. Trước đó thì bà Hằng đã từng nhiều lần livestream nói chuyện, chia sẻ trên trang cá nhân hoặc là các trang fanpage. Các buổi livestream của bà Hằng thu hút rất nhiều lượt xem, quan tâm và gây ra nhiều tranh cãi trong dư luận xã hội. Và mới đây nhất là ngày 14 tháng 5, bà Hằng đã livestream gọi tên bà Lê Thị Giàu là chính cái người chủ tịch hội đồng quản trị của công ty cổ phần thực phẩm Bình Tây. Ngay sau đó thì bà Giàu đã làm đơn khởi kiện bà Nguyễn Phương Hằng ra Tòa án Nhân dân quận 1. Hiện thì vụ việc đã được Tòa án Nhân dân quận 1 thụ lý giải quyết. Trong đơn khởi kiện thì bà Giàu cho biết năm 2017, bà có quan hệ quen biết với bà Nguyễn Phương Hằng khi đến viếng chùa Phước Sơn Thiền Viện tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Bà Giàu cho rằng bà và bà Nguyễn Phương Hằng không có mối quan hệ làm ăn với nhau, không phải là bạn bè. Nhưng khoảng thời gian này thì bà Hằng thường xuyên nhắn tin cho bà với lời lẽ là xúc phạm, mang tính đe dọa. Bà đã lập vi bằng về các tin nhắn này. Và đến ngày 14 tháng 5 năm 2021, bà Phương Hằng đã livestream trực tiếp nói chuyện với chủ đề công bố động trời về bà Lê Thị Giàu và sư thầy Bủ Chánh. Bà Giàu cho rằng bà Phương Hằng đã xúc phạm danh dự uy tín của bà khi bịa đặt vu khống bà là ép bức sư Bủ Chánh trụ trì chùa Phước Sơn trả lại tiền và xe cho bà Hằng, thùng tiền công đức của chùa do bà Giàu quản lý. Bà Giàu là doanh nhân siêu lừa đảo hung dữ, mua tượng Phật và hoa là không trả tiền. Đặc biệt là bà Hằng xúc phạm uy tín thương hiệu mì lá bồ đề, dầu Nhị Thiên Đường do chính bà Giàu làm chủ, đang hoạt động là thương hiệu điểu, chứng nhận giả. Và trong suốt thời gian vừa qua, bà Hằng đã xuất hiện liên tục trên các trang mạng xã hội, phát biểu thiếu chuẩn mực, chửi bới tục tiểu, xúc phạm tới các văn nghệ sĩ khiến cho dư luận xã hội bất bình và lên án mạnh mẽ. Hôm nay, tôi là nạn nhân của bà Nguyễn Phương Hằng, tôi vô cùng bức xúc và phẫn nộ trước cái hành vi bịa đặt, vu khống, xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của tôi và thương hiệu sản phẩm của tôi, bà Giàu nêu. Từ đó thì bà Lê Thị Giàu đã khởi kiện, yêu cầu Tòa án Nhân dân quận 1 buộc bà Nguyễn Phương Hằng chấm dứt ngay cái hành vi xúc phạm danh dự, uy tín của bà, buộc bà Nguyễn Phương Hằng phải gửi bài nói về bà, công khai xin lỗi và cải chính trên mạng YouTube. Đồng thời bà Giàu cũng yêu cầu tòa án buộc bà Nguyễn Phương Hằng bồi thường tổn thất về vật chất và tinh thần cho bà với số tiền là 1.000 tỷ đồng. Như vậy thì nội dung đã rõ, bà Lê Thị Giàu đã chính thức khởi kiện bà Nguyễn Phương Hằng ra Tòa án Nhân dân quận 1. Vậy thì tại sao bà Nguyễn Phương Hằng bị bà Giàu khởi kiện ra Tòa án quận 1 mà không phải là cơ quan tiến hành tố tụng, hoặc là có thể là yêu cầu cơ quan chức năng xử phạt bà Nguyễn Phương Hằng? Chúng ta biết trong cái mối quan hệ về pháp luật giữa các cá nhân ở ngoài xã hội thì chúng ta có 3 bộ luật để điều chỉnh. Thứ nhất đó chính là bộ luật dân sự, thứ hai đó chính là bộ luật hành chính và thứ ba đó chính là bộ luật hình sự. Tùy theo mối quan hệ như thế nào mà các cá nhân ngoài xã hội chúng ta có thể căn cứ vào đó để có thể tranh chấp với nhau, căn cứ vào 3 bộ luật nền tảng này. Và theo suy nghĩ của bà Lê Thị Giàu thì bà Nguyễn Phương Hằng chỉ dừng lại ở mức là vi phạm về cái pháp luật dân sự đối với bà Giàu thôi. Cho nên là bà Giàu sẽ làm đơn khởi kiện bà Nguyễn Phương Hằng tại Tòa án Nhân dân quận 1. Nhưng mà tại sao lại không phải khởi kiện bà Nguyễn Phương Hằng tại Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh? Bởi vì bà Nguyễn Phương Hằng có hộ khẩu thường trú tại quận 1, như là một số thông tin bà Nguyễn Phương Hằng đã cung cấp trước đây. Thì cái địa chỉ thường trú của bà Hằng đó chính là tại quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Cho nên về quy định pháp luật dân sự, cái nơi mà bên nguyên đơn khởi kiện bị đơn đó chính là nơi cư trú hoặc là nơi có hộ khẩu thường trú của bị đơn. Như vậy là bà Lê Thị Giàu đầu tiên đã xác lập được cái mối quan hệ dân sự là khởi kiện bà Nguyễn Phương Hằng tại cái nơi mà bà Nguyễn Phương Hằng có hộ khẩu thường trú.
Mặc dù là bà Nguyễn Phương Hằng hiện tại đang ở Đại Nam, là ở tỉnh Bình Dương, nhưng hộ khẩu thường trú của bà Nguyễn Phương Hằng đó chính là tại quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Vì vậy, bà Giàu khởi kiện bà Hằng tại quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, chính xác hơn là khởi kiện tại Tòa án Nhân dân quận Nhất là hoàn toàn chính xác. Tuy nhiên thì tại sao bà Giàu lại không có yêu cầu cơ quan chức năng xử lý hành vi của bà Nguyễn Phương Hằng? Đó là về vấn đề pháp luật về hành chính. Tại sao bà Giàu lại không yêu cầu tố cáo bà Hằng tại cơ quan chức năng điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh? Có thể là do một số lý do gì đó mà bà Giàu chỉ muốn dừng lại ở góc độ là bộ luật dân sự để điều chỉnh mối quan hệ giữa hai người thôi. Và thật sự thì tôi cũng chưa hề đọc qua được cái đơn khởi kiện của bà Giàu đối với bà Nguyễn Phương Hằng. Nhưng tôi chỉ có thể tóm tắt lại rằng bà Lê Thị Giàu đã yêu cầu khởi kiện bà Nguyễn Phương Hằng với lý do là bồi thường tổn thất về vật chất và tinh thần cho bà Giàu với số tiền là 1.000 tỷ đồng. Vậy thì theo đúng quy định pháp luật thì số tiền phải bồi thường là như thế nào? Như chúng ta đã biết qua vụ án của Thiền Am bên bờ vũ trụ đó, thì lúc đó thời điểm cách nay khoảng vài tháng, khi xử lý cái vụ án mà Châu Vinh Hóa đã làm thương tật cho một người trong nhóm Thiền Am, thì phía Thiền Am đưa ra rất nhiều cái cơ sở để yêu cầu phía của gia đình anh Thắng, chị Mai, chỗ của cha mẹ Diễm My đó, bồi thường một số tiền lên đến là khoảng 3,2 tỷ đồng. Nhưng cuối cùng rồi thì chỗ tòa án cũng chỉ xử là bồi thường có 8,5 triệu đồng mà thôi. Và cái quyền yêu cầu bồi thường là của nguyên đơn. Họ có quyền đưa ra bất kỳ con số nào theo như họ nghĩ rằng là đúng. Nhưng khi xét xử tại tòa án thì tòa án phải căn cứ vào tình hình thực tế cũng như là căn cứ vào các cơ sở pháp luật để xử lý theo đúng quy định pháp luật. Chứ không thể nào mà một bên yêu cầu là 1.000 tỷ và bên kia là phải bồi thường đúng 1.000 tỷ. Cái đó là không đúng. Mà cái việc bồi thường này nó phải căn cứ vào tình hình thực tế, nó phải căn cứ vào mức độ thiệt hại của các bên để tòa án căn cứ vào các quy định pháp luật để mà xử lý nó. Như vậy chúng ta quay trở lại câu chuyện, bà Giàu đã yêu cầu bà Hằng bồi thường số tiền là 1.000 tỷ với hai lý do. Thứ nhất là bồi thường tổn thất về vật chất. Bồi thường tổn thất về vật chất theo đúng quy định của pháp luật thì rõ ràng là phía bà Giàu yêu cầu thì đó là quyền của bà Giàu. Nhưng bà Giàu phải chứng minh được rằng những gì bà Hằng nói về mình nó sai sự thật, nó không đúng. Thì từ cái nói sai đó nó làm ảnh hưởng đến vật chất của mình. Mà ảnh hưởng đến vật chất của mình có nghĩa là ảnh hưởng đến thương hiệu thì mình bị mất bao nhiêu tiền, ảnh hưởng đến việc bán hàng không ra phải mất bao nhiêu tiền, và ảnh hưởng đến cái việc mà khách hàng có thể không mua hàng hóa của mình hoặc là đối tác không mua hàng hóa của mình thì chúng ta mất được cái khoản lợi nhuận là bao nhiêu tiền. Thì lúc đó chúng ta phải chứng minh được cái thiệt hại thực tế phát sinh, chúng ta phải cộng các con số lại với nhau rồi mới đưa ra cái yêu cầu là bà Hằng phải chuyển cho mình và trả cho mình, bồi thường cho mình là số tiền như thế nào. Chứ không phải là bà Giàu muốn đưa ra con số nào là đưa đâu, nó không có cơ sở pháp luật. Mà thực tế qua những vụ án tôi đã tranh chấp ngoài tòa và những gì bà Giàu yêu cầu thì cơ quan chức năng, ở đây chính xác là cơ quan tòa án, sẽ căn cứ tình hình thực tế, cơ sở mà bà Giàu chứng minh được rằng mình có thiệt hại thực tế như thế nào thì cơ quan tòa án sẽ xem xét coi nó có phù hợp hay không. Nếu không phù hợp thì cơ quan tòa án sẽ bác cái yêu cầu của bà Giàu. Còn nếu nó phù hợp thì cơ quan tòa án sẽ xem xét và yêu cầu bà Hằng là phải bồi thường theo số tiền thực tế phát sinh mà bà Giàu đã bị mất đi do bà Nguyễn Phương Hằng đã vu khống mình, đã làm cho cái việc mà thiệt hại vật chất xảy ra đối với mình. Cái vấn đề thứ hai đó chính là bà Giàu yêu cầu bà Hằng là bồi thường một cái khoản tiền, đó chính là cái tiền tổn thất về tinh thần. Cái việc tiền tổn thất về tinh thần này nếu căn cứ theo quy định của pháp luật thì hiện tại số tiền cao nhất đó chính là số tiền phải bồi thường là 10 lần mức lương cơ sở. Mức lương cơ sở ở đây là được nhà nước ban hành định kỳ hàng năm hoặc là một năm có thể hai lần để điều chỉnh mức lương cơ sở cho cán bộ công nhân viên của nhà nước. Hiện tại thì mức lương cơ sở là 1.600.000 đồng. Như vậy, căn cứ theo pháp luật thì số tiền bồi thường tổn thất về thiệt hại tinh thần thì số tiền maximum nhất có thể bà Giàu yêu cầu bà Hằng chỉ là 16 triệu đồng mà thôi. Tuy nhiên số tiền tôi vừa mới nói, nó chỉ là số tiền cao nhất mà tòa án có thể xem xét buộc bà Hằng phải chuyển trả bồi thường lại cho bà Giàu thôi. Còn thực tế nó như thế nào thì phải phụ thuộc vào cái việc tranh tụng của hai bên tại tòa án, thì lúc đó tòa án mới có cơ sở mà xử lý. Quay trở lại câu chuyện, tổng số tiền mà bà Giàu yêu cầu bà Hằng bồi thường cho mình đó chính là 1.000 tỷ, nó bao gồm hai phần. Phần thứ nhất là thiệt hại về vật chất, phần thứ hai nó là thiệt hại về tinh thần. Nhưng mà tổng số tiền mà theo quy định pháp luật bồi thường thiệt hại về tinh thần nó chỉ có 16 triệu đồng mà thôi. Vậy thì bà Giàu yêu cầu bà Hằng phải bồi thường cho mình tổng số tiền thiệt hại về vật chất nó lên đến con số là 999 tỷ 984 triệu đồng. Như vậy thì số tiền khá là lớn, bởi vì bà Giàu nghĩ rằng là mình đã thiệt hại số tiền về cái vật chất nó rất là lớn, thì bà Giàu phải có đầy đủ hồ sơ giấy tờ chứng minh rằng mình thiệt hại số tiền là 999 tỷ 984 triệu đồng. Một cái hồ sơ để mà chứng minh cái việc này nó cực kỳ khó, nếu như không nói rằng là
có thể lên đến là một cái chiếc xe tải để mà chở hồ sơ đem ra tòa án quận nhất, giống như là vụ án của hồi xưa, cái vụ án của Nam Cam vậy. Tổng số hồ sơ tài liệu mà chở ra cơ quan tòa án nó có thể lên đến là 10 chiếc xe tải. Tuy nhiên thì thật sự tôi cũng chưa được đọc qua cái đơn khởi kiện của bà Giàu khởi kiện bà Hằng để yêu cầu bồi thường số tiền là 1.000 tỷ đồng và cũng như là các chứng cứ mà bà Giàu có thể cung cấp cho cơ quan tòa án. Đối với bà Hằng thì số tiền 1.000 tỷ đồng đó nó không hề là lớn đâu, bởi vì bà ấy là đã có đến 1.000 tỷ để cứu trợ đồng bào. Có thể là cái số tiền này bà Hằng cũng sẵn sàng chi trả cho bà Giàu thôi, nếu như những gì bà Giàu cung cấp cho cơ quan tòa án cũng như là những gì chứng cứ bà Giàu cung cấp cho cơ quan tòa án là đúng và tòa án xét xử đúng theo quy định pháp luật thì bà Hằng là hoàn toàn phải tuân thủ quy định pháp luật thôi. Mọi chuyện thì nó cũng còn đang nằm trong cái vòng lẩn quẩn và chúng ta cũng chỉ mới biết thông tin thôi. Thật sự thì chị Hằng cũng được xem là một người quân tử, dám làm, dám chịu, và nếu thua thì chúng ta phải thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật là phải bồi thường 1.000 tỷ cho chị Giàu thôi. Nhưng mà có thể chúng ta có quyền nghi ngờ rằng cái sự việc của Võ Hoàng Yên thời gian gần đây mọi người thì thường hay là cho nó lắng xuống, bởi vì nó có nhiều sự kiện khác nó nổi lên. Ví dụ như là chuyện của danh hài Hoài Linh là 13-14 tỷ, cái chuyện mà tranh luận giữa hai bên là Vi Oanh và bà Hằng, cái chuyện bà Giàu bây giờ là khởi kiện bà Nguyễn Phương Hằng yêu cầu bồi thường là 1.000 tỷ. Như vậy thì chúng ta đang quên rằng là sự kiện của ông Võ Hoàng Yên mới chính là cái vấn đề chúng ta đang cần rất quan tâm. Cái chuyện bà Giàu, chuyện bà Hằng này thật ra đó, nó chính là mối quan hệ của hai người và liên quan đến cái chuyện mà lâu nay là hai bên có tranh luận qua lại với nhau, đó là một sự mâu thuẫn của những người phụ nữ với nhau thôi. Nó không phải là vấn đề chúng ta cần quan tâm đâu. Vấn đề chúng ta cần quan tâm ở đây đó chính là việc ông Võ Hoàng Yên có phải là một lương thần y hay không? Ông Võ Hoàng Yên có phải là lừa đảo bà Nguyễn Phương Hằng hay không? Đó mới chính là vấn đề chúng ta cần quan tâm ở thời điểm này. Tuy nhiên thì trong thời gian tới tôi cũng vẫn sẽ tiếp tục theo dõi cái sự việc bà Giàu kiện bà Hằng xem coi nói như thế nào. Tôi cũng sẽ có những cái bình luận cũng như là phân tích liên quan về cái vụ kiện này để cho mọi người cùng nhau tham khảo và học hỏi thêm. Video ngày hôm nay đến đây xin phép được kết thúc. Xin cảm ơn các anh chị đã theo dõi kênh Luật sư Vlog ngày hôm nay. Xin phép chào và hẹn gặp lại. Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Luật sư Vlog. Kênh Luật sư Vlog là kênh YouTube nhằm tư vấn pháp luật, phân tích, bình luận, cập nhật các quy định pháp luật mới và chia sẻ kiến thức pháp luật đối với mọi người, giúp chúng ta hiểu biết, tuân thủ pháp luật, tránh và hạn chế mọi rủi ro pháp lý có thể xảy ra đối với chúng ta. Các bạn vui lòng đăng ký kênh, subscribe, like và share để giúp kênh ngày càng phát triển nhé. Bấm chuông để là người đầu tiên theo dõi.